Kính chào toàn thể các bác, tiếp tục về hàng cục đẩy 4 kênh CB Acoustic, ACB Audio C4800, hàng hàng mới, nguyên đàn nguyên kiện. Và em báo cáo thêm các bác là hiện tại đang tiếp tục lên đơn cho các bác là những cái cấu hình loa B15 full đơn 40 hiệu quả nhất nhì trong cái tầm giá, và nó có một góc phủ định hướng âm thanh rất rộng ngoài trời, và cũng nhờ các bác đặt hàng. Nhưng mà trước khi đặt hàng, các bác nói test cái chất tiếng thì em nói thật các bác là bận quá, không có thời gian mà quay test cái chất tiếng, tiếng mic, tức là test cái karaoke. Thế thì hôm nay là lại phải mất thời gian để setup lên những cái bộ karaoke, và em sẽ demo B15 cho các bác tại sân khấu ngoài trời để cho các bác nghe xem nào. Các bạn sẽ nghĩ gì về cái B15 nó full đơn 40. Thì bây giờ quay lại chủ đề chính là bây giờ em đang bóc hộp cục đẩy C4800 800W một kênh, trên tải 8 ohm, 4 ohm 1200, 2 ohm là 1500 hay là 1600 vậy. Cục đẩy nhập khẩu chính hãng của công ty là CB Audio. Bây giờ em sẽ bóc ra quay cho các bác cùng xem nhá. Hàng nhập khẩu chính hãng, các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Đây là sau khi em bóc kiện ra này, các bác xem này. Nhìn nó đẹp, đẹp mê hồn luôn không? C4800 đấy, phía mặt sau này Serino này. Đây là các cái đường input output. Đây đường output A, B, C, D. Nó ngược so với các mẫu khác, thường là A trên C, B, A, B trên C, D dưới. Nhưng đây là A, B, C, D đấy. Input A, B, C, D ninh A, B, C, D. Chế độ dồn kênh Planet và Cell Bright, chuyển chế độ gạt tín hiệu, độ nhạy tín hiệu đầu vào. Thằng nhập khẩu chính hãng còn cái gì để mà chê nữa. Rất đẹp. Em nghĩa làm cái này quay review này phải đeo găng tay. Nhìn cái bàn tay chai sần vì lao động kiếm được mấy đồng tiền khó lắm các bác ạ. Em làm vì đam mê là chủ yếu mà. Đam mê nên là mất nhiều tiền vào cái mảng âm thanh là lắm rồi. Cố gắng cung cấp với toàn thể các bác những sản phẩm chất lượng cao nhất, tốt nhất, giá thành hợp lý nhất. Đấy. CB Audio C4800 nhập khẩu chính hãng. Nhập khẩu chính hãng. Hàng này còn gì để chơi nữa không? Đấy. Máy rất là đẹp các bác nhé. Và công suất tải 8 ohm là 1200W. À đâu, công suất tải 8 ohm là 800W. Công suất tải 4 ohm là 1200. Công suất tải 2 ohm đâu đó khoảng 1600 hay 1800 nhé. Tại chế độ 8 ohm dồn kênh thì công suất của nó đạt khoảng tầm 1500, 1600 vậy. Còn là 8 ohm dồn kênh, 4 ohm mà dồn kênh thì nó khoảng tầm 2500 một kênh. Đấy. Pin noise 1 kHz. Ok, thì đây là video em giới thiệu qua về cục đẩy này nhá. Thì em sẽ có bản test sau. Chắc video sau thì em sẽ quay bản test. Tầm giờ thì nó cũng hơi bận tí, em sẽ quay bổ sung sau nhá. Các bác nào có quan tâm thì alo trực tiếp cho em. Con đẩy này thì nếu như để mà các bác chơi karaoke thì nó rất là thoải mái, kể cả bác nào mà thích thì có thể sử dụng cục đẩy này đánh outdoor ngoài trời với một số cấu hình loa do bên em đề xuất để các bác chơi, hoặc là các bác có thể ghép với một số dòng loa full, loa súp để tùy định tùy chỉnh. Con này thì nếu như 800W một kênh thì cũng có thể là tải được một chiếc súp 40 hoặc một súp 50 trên một kênh. Với công suất đỉnh điểm mới được có 800W thôi thì đủ chơi thôi nhé. Còn nếu mà đánh căng, ví dụ từ 22 côn trăm thì phải tầm 1200 đến 1400 thì mới gọi là đánh căng được. Còn nếu mà đánh đủ công suất chương trình của con súp đó là tầm 1500 đến 1800 thì nó đánh rất là căng. Hoặc là các bác nếu mà chịu chơi thì các bác sẽ dồn kênh vào hai kênh đến một quả súp, hai kênh đến một quả súp, nó đạt được cái công suất rất là lớn và đam pin của nó giá rất là mạnh, đánh cũng rất là căng. Chê hình thức thì em chịu nhá. Hình thức thì em thấy đẹp, nhưng các bác lại thấy xấu thì em chịu. Em thấy hình thức con này rất là ok, rất là đẹp. Đấy.
và máy của nó là series ngắn, nhỏ gọn, phù hợp cho các bác chơi gia đình. Ok, video đến đây là tạm thời kết thúc nhé. Các bạn nào quan tâm đến chiếc cục đời công suất này thì alo trực tiếp cho em. Xin chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.